tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 tại xã Mê Linh, huyện Lâm Hà của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, các cử tri đã bày tỏ mong muốn công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng cần được đẩy mạnh hơn nữa, không chỉ ở cấp trung ương và cấp tỉnh mà còn phải làm trong sạch đội ngũ cán bộ ở cả cấp phường xã. Cử tri đồng thời mong muốn những người thay thế phải có trách nhiệm xây dựng, củng cố lại niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Tại hội nghị tiếp xúc, các cử tri đã bày tỏ sự đau lòng khi nhiều vụ việc tham nhũng tiêu cực lớn đã dần được đưa ra ánh sáng, có liên quan đến hàng loạt quan chức từ trung ương đến địa phương, cùng nhiều dự án trọng điểm mà người dân đã đặt nhiều kỳ vọng. Đây là những bài học đắt giá trong công tác quản lý, cần phải được rút ra cho các thế hệ lãnh đạo kế nhiệm tiếp theo. Tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh vừa rồi đã bị thì cái lòng tin của nhân dân đối với Đảng, đối với lãnh đạo thì chúng tôi cảm thấy nó mất đi. Thì bây giờ là chống phòng chống tham nhũng thì các đồng chí thay các đồng chí cũ nên làm để làm sao để lấy được cái uy tín chất lượng cho nhân dân của Đảng, tiếng nói của Đảng và của nhân dân về những năm tiếp theo này để chúng tôi gọi là phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước. Cử tri đề nghị Đảng và Nhà nước phải đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng đến cấp cơ sở, đồng thời tăng cường củng cố niềm tin trong nhân dân, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững về mọi lĩnh vực cho đất nước.